chào quý bà con cô bác. Hôm nay thì Dung chính thức là bị ra khỏi nhà rồi cả nhà. Thì chồng đuổi rồi thì bữa nay thì xuống đây không biết là có chồng mới hay không. Hôm nay thì Dung đang ở xã Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Công Tây à? Ủa chứ ở đâu? Ở đây là ấp Xuân Thủ, xã Bình Tân, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Anh nói thì nó định mò chờ anh á. Bà kêu hết à. Em đi mua đồ. Em kêu. Ủa chị? Em mới vừa rước cái chị kia vô đó. Dạ. Giờ em đi mua đồ. Thì hồi sáng có mấy nhóc này nó chờ anh quá trời luôn. Nó hỏi em khi nào anh tới. Rồi chắc giờ đi về rồi chứ có xuống á. Sao hồi nãy cũng có một bà xe máy y chang cái bà này vậy? Xin đôi. Xin đôi hả? Nhưng mà người ta đi xe máy rồi người ta bận đồ đồ y nhau. Ủa? Mai mốt chồng đuổi thiệt vậy sao trời? Thôi, chồng đuổi gì? Thì nói chung sống cho nó đàng hoàng thì còn có cơ hội đi về nhà chứ không là hôm nay thì mấy anh em xuống dưới đây rồi con bác để quay cái series ông già lựu đạn. Hôm qua cũng vừa đã quay 3 tập rồi, quay cũng tới 9 giờ tối 9-10 giờ tối. Hôm nay quay 3 tập nữa để Tết nhất của phát cho bà con bác xem rồi giải trí cho vui. Hôm nay thì có Dung nữa. Thì trong già lũ đạn kỳ này kết hợp với lại các thí sinh của ngôi sao miệt vườn á. Em là được xếp vô thí sinh hay là được xếp vô cái gì vậy? Em là thí sinh luôn. Ủa vậy sao không có lịch đi thăm nhà thí sinh Dung Văn Dung Vẽ? Thăm hoài đâu mà. Chưa đi thăm nhà Dung chứ hả? Qua đúng nhà rồi, khoa đâu, không à. Em đâu thấy cái ban tổ chức báo đi thăm nhà thí sinh Dung Văn Dung Vẽ gì đâu. Chưa đi thăm mà chiều đi thăm. Chưa đi qua nhà, chưa có quay nhà. Dạ đúng rồi. Qua nhà khoa không à. Thấy không thăm gì hết trơn á. Thì, cũng chúc bà con cô bác trên kênh Dung Văn Dễ thật nhiều sức khỏe nha. Tối bà con bác có xem tập 5 của Ngôi Sao Miệt Vườn chưa? Dạ, có Dung Văn Dễ. Ôi bà dễ thương lắm. Đâu không bà? Dạ. Mua đồ cho cháu nội. Mua gì bà? Mua cháu ăn liền cho nó. Vậy hả? Bà con đi xe đạp vậy hả? Con này xách theo để đựng hả bà con? Để đựng cháu. Cái này hả, đựng 1 feet nước đặng đi ra ngoài kinh 14 cây cầu á. Lên làm gì? Có 3 công rưỡi đất trồng rau màu ngoài á. Vậy hả ba? Đẹp một cảnh đẹp không ba? Thì đã cái chỗ trồng màu đâu có đẹp đâu. Bị 3 cái cỏ này không à. Nhưng mà rau màu nay ba có trồng không là em ơi. Nay ba có qua nhậu không? Qua hả? Nay có qua nhậu không? Chưa biết đang nhậu đang nhai mà vừa nhai vừa đi mua đồ cho cháu nội nè. Dạ. Dạ. Ba là 73 tuổi rồi. Sống qua ngày chờ qua đời. Bác ba nói cho ông. Ủa, ba nói bác ba nói à, nói rồi rồi ghi hình với ca mấy bạn hổng đó. Hỏi bác ba này bác ba nhiêu tuổi rồi? Dạ không nói không luôn. Quay mấy trái bầu đó coi. Dạ. Ủa ai là nhà bác ba đây đó hả? Trời ơi, bầu kìa, bụng luôn kìa. Thiệt chứ, xuống đây thích thiệt chứ. Ủa bầu đã rồi ta. Bầu với bưởi. Trời ơi, bầu rồi bưởi rồi cái gì cái trái gì trời. Đậu bắp. Trời ơi quá trời luôn. Ủa nhưng mà bữa nay em xuống rồi cho em cái vai gì vậy sư phụ? Vừa thăm nhà hả? Đừng có cái vai nào chồng đuổi nữa chứ hả? Chồng đuổi không may mắn. Gia đình đang hạnh phúc mà. Gia đình hạnh phúc đồng viên mà tất nhất mà. Ủa vô đây đây hả? Nhà đây đó hả? Thấy không? Ôi, đẹp quá ha. Chào sao? Chào ba mẹ của Bích Kiều, Bích Diễm. À, dạ. Xin chào ba. Sao bạn gì không sao? Rồi dọn dẹp. Rồi bà trẻ bà về tới. Wow. Rồi. Chồng. Chồng anh kìa. Ủa ba chồng tay chồng về hả? Ba chồng có băng vợ mới rồi. Xin chào mấy vợ. Hello. Là sao? Về đó hả? Trời ơi, chạy ra ôm vậy đó hả? Thân. Trời đất ơi. Trời ơi. Thân lắm rồi. Chân trâu vậy. Như trai vậy. Trời ơi, trời mấy chị em là trang điểm xong xuôi luôn rồi đó hả? Giờ là chuẩn bị là ra quay thôi chị ạ. Sao? Dạ, nó là chị khỏe chị Dung. Chồng mới đuổi ra khỏi nhà, còn ngày thôi là chồng cưới luôn vợ mới. Vợ mới luôn rồi.
Trời đất ơi. sao lại có thể lăn loàn như vậy được? Thầy cũng nói ngủ anh, thầy cũng với anh Đinh Đợn. Đinh Đợn đi đâu rồi? Quay nữa chị ta tao ơi, tao mới quay lên nó giả nữa rồi bán tao rồi. Chào con cô bác. Con bác khỏe. Ông xã của Dung mà bác. Nhưng mà trong MV nha. Ông xã cũ rồi, ông xã cũ rồi. Trong MV á. Trời ơi, dễ thương vậy đó hả? Kẹo ra là bóng lắm. Mấy bạn nhỏ này lanh lắm. Trời ơi, công tên gì? Ben hả? Trời ơi, đẹp trai quá hả? Để gã trà sữa cho. Gã trà sữa cho hả? Nhỏ quá. Trời nhỏ đó, quá biết sao nữa. Trời ơi, Bình Nguyên đang xí rồi kìa. Hoặc là con phải bự hơn, hoặc là trà sữa phải giảm. Con ơi, để cưới ốc tiêu cho con nha. À, đi xuống gì chơi nè. Rồi bữa nay mặc món gì nè Ben? Ben hả? Dễ thương. Ben. Ôi xong rồi, mai make up cho chị nữa hả mai? Đâu có làm gì đó. Vậy hả? Ơi, chắc dạ, làm chứ. Đâu, dạ chắc. Dạ, có chị đi cho dễ buồn quá. Chứ thôi, cái buồn 5 phút luôn á. Dạ, chào chị. Cơm tôm nè, cơm ngon lắm nè Dung. Nè, bắp giả nữa nè. Đâu chắc xôi bắp chứ. Dạ đó. Ôi không phải. Ôi cái gì? Chuối. À dạ bánh chuối. Là bắp này. Trời ơi bắp. Bánh này. Đi quay chắc... tao kỳ bắp á. Bắp à đúng rồi. Bắp rồi. Bắp tỏi. Bắp tỏi. Bắp tỏi. Bắp tỏi. Trời ơi này ngon nè. Vậy hả? Trời ơi nhiều đồ ngon quá nhỉ. Cái chương trình thì chụp chặt. Nhiều lắm bắp nha. Không em miếng này đi. Chuối à? Bánh chuối được đúng không? Ừ. Chuối thiệt đó hả? Chuối kiên được. Kiên em bắt thiệt luôn hả? Tại bị lắp bắp. Ôi dạ hả? Em ăn ăn thì anh nói cái này là ta... Chuối. Thôi đừng nói chuối, nói chuối giữ thật thôi. Chị. Lại đi mua gì vậy? Đi mua đá. Mua từng lưng rồi. Trời ơi, trời. Xong rồi cái nhà đẹp ghê á. Con chào chú. Hello con. Ủa? À con chào cô. Rồi chào con. Dạ. Trời ơi, con chào con mỹ nữ. Nghe phải. Trời ơi. Con. Con đang bắn nhiều miêu chữ cô. Nói gì nữa? Không phải té ra coi nè, té bụng mất rồi nè. Mà không có từ khóc. Là mới té qua nãy xong rồi đó. Qua thôi, gặp rồi đó. Sọc khó rồi. Tại vì cái ông đeo nó nhắc con nữa. Thôi đừng quýnh lợn nè. Quýnh lợn. Giống y như là nhà em hồi trước nha, mà cũng chưa bằng đâu. Hôm nay coi đâu, mấy chị em cô làm. Dạ, chào cô. Trời ơi, bữa nay quá trời món vậy. Bữa nay cô có làm thêm một món chả ủ qua cho mấy cô ăn ngon lắm. Chả ủ qua. Chả ủ qua nướng. Chín á. Con chưa ăn hả? Chưa. Trời coi đây cái bà thợ này làm đang là sẵn làm nè. Trời ơi đó. Món chả ủ qua nướng ngon lắm. Dạ. Con quay cái món này cũng ngon. Dạ. Nướng mà rửa than trên than dưới luôn. Dạ. Nhưng mà cái này gì cô, gan hả? Dạ. Gan với thịt đặc sai. À. Ừ. Xong rồi làm gì? Trộn vô cái mình xào lại mình mới nướng. Chưa cái mình trộn, chưa có trộn dịch. Dạ, xong cho vô trái phụ qua là nướng hả? Có hủ qua mình đợi nướng mình xào cho nó chín rồi mình mới nướng. Nói gì nấu ăn Dung hơi dở nha cả nhà. Thành ra là chờ mấy cô làm. Thôi, mấy cô làm đi. Còn dịch mình làm cái gì? Này chặt nấu cà ri con. Hôm qua nhận món ai nấu cà ri nè. Đã. Này cô chặt làm món cà ri. Cô gì xiêm nè. Mấy cô dễ thương lắm. Quá trời ngon. Buổi tối hỏi mấy đứa nó ngủ ấm không? Trời ơi, ba năm đứa cho cô đẩy vô một phòng vô máy lạnh luôn. Đó hả? Phải cho năm đứa vô một phòng cho máy lạnh luôn hả? Không có ngủ ngoài. Còn gà gà trong nồi nè. Trời ơi nhìn cái cảnh này nhớ quê quá cả nhà. Thích ghê. Ủa quê con ở đâu? Con ở Đắk Nông á, nhưng mà hồi xưa nhà con cũng trồng củi vậy nè, nấu củi vậy nè. Vậy hả? Dạ. Bây giờ ở thành phố rồi hả? Dạ, bây giờ con ở Sài Gòn. Đổi rồi đây. Sài Gòn trời chuối chín nên có được ăn chuối không vậy? Không. Không luôn ạ. Được. Ăn chuối. Dạ thôi vậy chiều con ăn. Dạ chiều con ăn. Dạ. Giờ ăn không ăn mà chiều ăn chiều no ráo rồi không có ăn. Dạ không ăn chiều. Quay làm cái gì?
truyền thông hay là quay cho cô thì hơi kỳ với một số số cái lúc mình quay ý là trước khi quay không ăn vài món em lắm, muốn ăn lắm nhưng mà phải kỹ xíu để mình quay cho nó thuận lợi. Đồ chắc hôm nay được ăn canh chua này cả nhà Dung nghi nghi, một là ăn canh chua còn hai là cái này chắc kho cá kho thịt gì nè, nhưng mà nghi chắc canh chua đúng hơn đúng không? Chắc canh chua không đã nghe thích ghê. Còn hai chị Dung lên ký luôn. Lên ký rồi, bữa giờ lên chắc cũng phải ký 2 ký rồi đó. Đã thì nhân đậu đậu dừa dạ. Ừ, em ăn nó nói gì thì dừa ngồi đẹp nằm xuống cái là con là ngủ rồi. Dầm dầm vương thiệt luôn. Bà con bác khán giả trên kênh em có thấy ruộng bao giờ chưa? Chưa em chưa quay ruộng không? Em chưa quay khi nào ra quay ruộng đi cho bà con bác xem. Dạ lâu lâu phải đổi cảnh rồi chứ cho nó có cái cảnh đó. Cái chỗ này đáng lý là phải làm cây cầu dừa nè. Một cái cây anh bắt qua phải không? Trời ơi đâu giúp ta hết nè, sao tốt vậy? Quá trời rau thơm trồng ở đây nè. Ủa rau này rau gì bé Trang? Bé Trang cũng biết luôn. Thân quen quá trời luôn. Đã ha, quá đã. Quá trời. Còn dưới này là cá nó đang chạy chạy nè, nó bơi bơi nè. Cô bác Sáu là cái bác hồi nãy hả sư phụ? Ôi đẹp thiệt chứ. Đẹp đã ghê luôn á. Đẹp á. Xíu nữa thay đồ bà ba xong rồi bé Trang đưa ra đây chụp cho mấy tấm hình. Dạ. Bé Trang chụp cho em mấy tấm hình thấy xinh dễ sợ. Không, ý là người chụp hình cái hình đẹp phải cái hình đẹp cho cười kìa. Cả nhà nhìn kìa. Dung vừa mới nói câu thôi mà sư phụ cười kìa. Trời ơi trời. Ủa nhưng mà cái này thấy yên bình không bà con bác? Yên bình không? Trời ơi, thấy rất thích luôn á. Cái mùi lúa, mình ngồi đây mình nghe được cái mùi lúa. Lúa trổ đồng đồng nó thơm mùi, thơm. Dạ, rất là thơm luôn. Này chưa trổ. Chưa trổ bà ơi. Không nhưng mà nghe cái mùi nó thơm nè. Xung cấp mạ non hả? Thiệt á. Cái mùi mạ non hả? Này mọi mạ này cũng già. Dạ. Ủa nhưng mà cái này mà tát lên thì ở dưới có cá không ta? Nó lên tới khô lại nó cũng có cá. Chứ không có cá bự. Ở đây ở xứ nào cũng đẹp nha, nhưng mà riêng ở xứ mà gò Công Đông gò Công Tây nè là bà con bác thường hay người ta cái bờ đi vô nhà mà hay trồng hoa 10 giờ. Và có một cái ở bên gần đây đâu, nhớ gò Công Tây. Yeah. Gò Công gò Công Tây gò Công Đông có một cái già cái đường của cái bác đó, bác trồng hoa 10 giờ vô mà đẹp cực kỳ luôn. Nguyên một con đường luôn không? Ấy con gì nó bay. Rồi lúc đó là mấy bạn tới check in chụp hình đó. Cái đường đó nó cũng nổi tiếng. Dạ. Cái ngoài kia mình vô mình thấy là người ta vô rồi trồng hoa đẹp. Hôm bữa mình đi bên chỗ nhà anh Sang là toàn là khóm không ha. Còn qua đây thì thấy bắt đầu có trồng lúa nè. Ồ bên này nữa anh, có cảnh này nữa nè. Đây là đậu nữa. Đây là quay phim đã. Trồng đậu dòng đúng không ạ? Đậu à. Này đậu đậu cô ve. Sao? Thích ghê á. Ghê vậy. Ở đây còn về được á. Về rồi, yên tĩnh luôn. Về đây trốn nợ báo phát luôn. Về đây trốn nợ. Yên bình. Trốn nợ cho mình nghỉ dưỡng. Thiệt chứ. Cái giống sữa kìa. Sữa mít rồi cùng lên xoài mối. Bao bao quay ngoài này đẹp á. Giống sữa nè, trời xoài nè, xoài nè cho nha. Đó. Bên đây nữa. Sao thích dữ trời. Bây giờ là chỉnh chưa? Chưa. Chưa chỉnh. Dạ, nghe bộp bộp tiếng nặng ăn xíu. Bộp nó chín. Dạ, tiếng nặng ăn xíu. Thật chưa? Quay bên này rồi hả? Ngồi đây nè chị. Ngồi chỗ này hả? Dạ. Hôm nay phải ngon hòe không? Không có thơm. Nếu mà ngon này là thơm lắm. Được không?
đẹp. Thì kiếm cảnh gì mới khó chứ. Bởi vì mới lặn lội xuống tới đây chứ. Chứ ở đây mấy bác mấy cô mấy dì rồi nấu ăn ngon lắm. Dạ. Mình gửi tiền cho họ. Mấy cô qua mấy cô nấu. Nấu giùm mình cái mình quay. Dạ. Cái này đem vô chấm với lại kho quẹt nè. Đậu rồng. Quán luộc không rồi cũng mấy giờ. Quán ngon luôn. Sư phụ ơi, sư phụ ơi. Có được thái không vậy? Thái đi. Việc cũng vừa mà. Nhà mà. Ồ, qua nay mới phát thanh cái mận. Nè mận. Hái hết nha, để lát luôn làm đậu phụ quay. Hái chứ làm đậu phụ quay hả? Không, để lát luôn ra hái diễn luôn chứ. À. Qua nay không biết. Không biết hả? Không biết có cái phận luôn hả? Không biết cái mận. Trời ơi, thấy chưa trái đầu tiên nè. Trái đầu tiên hư mất tiêu rồi. Rồi không ạ? Rồi không ạ. Trái này liệu rằng có chắc là cũng dòi luôn rồi đó. Trời ơi. Không lý nào chồng chơi thôi. Chồng chơi rồi. Hình như là nó bị dòi hết trơn luôn á. Ủa nhưng mà xoài này xoài gì? Phải xoài cát không? Xoài thái á. Thái đã ghê. Chắc thiệt chết. Dạ. Giống như trồng thì ăn á. Trồng cây gì ăn cây đó. Gì chứ? Mà dừa gì đâu mà có chút téo gì thấp thấp gì nó đã có trái rồi trời. Cái cây dừa nè, đụng cái tay tới nè. Đó. Vậy mà đã có trái. Trời ơi, ta đuổi ra khỏi nhà rồi, ta có người mới rồi. Bữa nay xuống người ta không đói hoài gì luôn. Hát dở mà cưới vợ về mà vợ cho hát dở, vợ cười đuổi ra đi. Vậy là quyết định rồi đó hả, đuổi ra khỏi nhà rất là xong luôn rồi đó hả? Là xong luôn rồi sao? Có ngủ có cười không? Không là tối ngủ rồi. Ngủ ngươi nha. Trời đất ơi. Coi gì vậy? Cô chị Dung kìa. Cô chị Dung hả? Ủa vậy hả? Có đăng ký chưa? Rồi thôi Dung xin phép sẽ tắt kênh. À cái live stream hôm trước có phải không? Kiểm tra có subscribe kênh chưa vậy? Đăng ký kênh Dung chưa? Đăng ký là bấm vô này cho đăng ký rồi. Có đăng ký ủng hộ mà. Có không? Có nè. Nhiều không? Có. Chứ nhiều khi coi hoài luôn mà cũng không biết bấm nút đăng ký ủng hộ luôn. Nhưng mà nàng đi luôn nha. Còn giờ tháng nhiều tiền chị Dung? Tháng nhiều tiền là sao? Tiền tháng nhiều tiền. Tùy tháng hả? Tháng nhiều nhất và nhiều tháng ít nhất là nhiều. À, nói chung là cũng xíu nói cho nghe. Ừ. Em muốn làm hỏi á. Sao không chú không vừa sao cho con không cho chào trước? Mà để chú không vừa. Kêu lên chưa? Sao vậy? Đến chú kêu lên chưa? Chừng nào bắt đầu lên? Thì không biết nữa, khi nào anh lên trước thì em mới lên. Không biết anh đi đường nào vậy? Chờ kênh của Thanh Ca, Thanh Kiều, Thanh Kiều. Nhưng mà có clip chưa, có quay chưa? Vậy đó hả? Trời ơi, không có trời kìa, mọi người ai cũng không kìa. Sao chưa thấy Linh Thanh Kiều kìa, sao kia chưa kìa Linh Thanh Kiều kìa. Từ có, chờ anh Phương lên xong rồi, anh Phương giới thiệu xong rồi cái em lên đi. Chị thấy hôm nay ta đám cưới nhiều lắm, chắc ngày đẹp đó. Ngày 8 tháng 1 để coi ngày giữa là ngày nhiêu. Mà phải đi trên tuyến đường coi ngày à? 50 không? Để coi coi nha, hôm nay ngày gì nha. Nên là chị Dung đóng vai gì đóng chơi đi kiếm chồng hả chị Dung? Ủa thì Sang đuổi mình rồi thì bây giờ mình Sang cũng có vợ mới rồi, giờ mình phải kiếm chồng thôi chứ giờ sao giờ? Rồi đúng rồi, giờ bây giờ chạy. Sao Sang phủ phàng với mình quá vậy? Rồi hôm qua ở dưới này em coi chồng chị có. Trời ơi. Ta nói hả, không còn gì để nói nữa thôi chị bỏ đi, chị đừng có đi theo người khác đi. Đừng có liên tiếp vậy. Đừng có liên tiếp bây giờ. Cái trường tiểu học có lầu. Hôm qua chấn động bờ hồ, chị biết chuyện gì chưa? Chưa. Dừng đó. Trời ơi. Mai ngồi đây, ổng ngồi đây. Ghê vậy. Trời ơi. Trời ơi, đất ơi. Thôi đi để vậy đi cho nó lịch sự. Ẩm hả? Ổng lên luôn. Cái gì ghê gớm vậy anh Sang? Chấn động rồi. Thôi mà. Quay vòng tròn luôn, ổng quay vòng vòng tròn như này. Ờ, ổng quay vòng tròn hả? Đúng hả? Em vừa mới ra khỏi nhà có một ngày thôi. Tổ đại, đâu biết đâu tổ. Tổ đại. Tổ
ổ cũng nhiều người muốn được đãi giống như anh Khang không nha. Thiệt vậy? Anh có biết Mai là có biết bao nhiêu anh thầm thương trộm nhớ không? Nhớ rồi, lần này lên thì nhớ rồi. Trời đất ơi, chết rồi, chết rồi. Mai đã ế rồi, tội nghiệp đấy rồi. Rồi xong luôn rồi cái này. Chắc mấy thì tới luôn. Ô gì? Ghê vậy? Quẩy anh hai anh kia. Ghê vậy? Mấy lần sáng nè. Cái nào? Hôm qua có cái gì á? Quá trời, quá đất. Trời 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 trời. Làm mới rồi hôm qua đó. Em hốt đấm với chị rồi nghe. Ôi, trời nữa thấy chưa? Không, chị có mấy em thì mới cầm tay nắm tay đồ mới quay vòng vòng. Còn chị Dung là chị có đúng tắt chỗ này thôi rồi quăng ra khỏi nhà là xong. Nắm chỗ này thôi nha. Tiếu rồi, tiếu rồi, còn quăng đồ. Đi đi. Đi đi. Quăng đồ nữa rồi nắm đúng. Tại sao không nắm ở chỗ này? Tại sao không nắm ở chỗ này? Chủ đúng ở đây thôi, đúng chỗ này thôi. Rồi sau đó là quăng ra khỏi nhà, kèm theo vòng đồ nữa là dục ra khỏi nhà là xong. Quá trời gọi là bội bạc với chị Dung rồi, thiệt chứ. Nó nắm cái chỗ này đàng hoàng không? Với Kiều nha. Đó không nắm với Kiều nữa kìa. Rồi muốn nắm với ai nữa nói luôn. Có Ngân, có Trang, có nắm Bi. Đòi đòi đóng hết á. Cứ để đóng đi xong khúc nào mà ấy thì cho chị vô chị thế cái dây cái là ảnh lại kèm lại kèm lại. Kèm lại không? Trời ơi giờ chị nắm đúng chỗ này thôi. Không hôm qua đóng đạt không? Ok không ạ? Ngon lành cành đào luôn hả? Anh nhanh được nhanh quá, chắc đạt lắm. Vậy hả? Khán giả thì cười quá trời là vui dữ dằn lắm. Vậy đó hả? Chắc đạt mà. Đạt hơn chị đạt. Đóng 1-1. Rồi vậy? Một lần một. Mà nói nghe bà Kiều cũng ngồi trong này, bà Kiều làm kịch bản ngồi trong này. Ủa dạ? Bà Kiều không ra xe mà nghe tường thuật thôi. À nghe tường thuật đâu, hôm qua chị ngồi đó mà hả? À nhưng mà cái khúc kia chị không thấy. Khúc nào? Khúc mà bên đây là nghe. À khúc quay vòng vòng á. Mà kể hồi hết luôn á. Quay vòng vòng. Chị ngồi đó luôn. À. Ừ. Chị kể rồi đừng kể đây nữa, quên đi, kể đây mới quay nữa là chết luôn á. Lúc mà ở đây cũng tôi ngồi đó. Rồi tao đã coi hết giảng đâu. Không khơi gợi thôi, khơi gợi thôi. Bảy cô à. Khơi gợi. Ủa hả chưa ăn? Ủa hả chưa ăn? Trời chưa hề nắm tay mình luôn á bạn. Chưa hề nắm tay mình không dám nắm kìa. Vợ chồng có vậy đó. Ừ. Mà không nắm tay nha chị. Dày thôi, tàn nhẫn của chị Dung quá rồi. Đâu người ta rõ ràng tình cảm vậy thôi chứ. Người ta rõ ràng chứ. Chứ người này đồng ý đến người khác. Đúng rồi. Chứ còn không có có tùm lum tùm la. Ôi, hôm nay ngày đẹp lắm, phụ lên biết không. Nói là rồi. Quay rồi. Quay rồi hả? Rồi quay cái MV xong quê rồi. Mà em chưa dựng xong. Ủa em tính ra mắt bằng MV phải sao? Sốc sốc dữ vậy Kiều. Thì anh Thương kê là MV trong quê đó. Là để ra mắt anh đó hả? Cái vụ này đẹp quá đất. Cái này tóc nè. Quá trời quá đất luôn rồi à. Hồi giờ là chị có quay cái clip giới thiệu ra mắt kênh thôi mà bây giờ bà này bà ra mắt kênh bằng MV luôn thì không biết là tới đâu luôn á. Cả ekip đi luôn nha, cả ekip đi quay vô ủng hộ luôn nha. Cả ekip đi để quay cho Kiều. Ai không lên clip là sợ soi đèn nha. Xách đồ bật nhạc nhắc lời. Chu cha. Thì cũng là nhờ anh Hương với lại các chị em gọi là gì ta? Ưu ái hơn xíu. Tại vì chị Kiều ra cuối cùng mà nguội mũi mà nên là mấy chị em sẽ dùng sức cho. Già rồi. Mà lại cuối cùng nữa cho nên là anh Hương với lại các em cũng thương yêu ưu ái chút xíu thôi. Thế là trong nhóm này ngoài cái gì chị có tuổi nhất không là đến em đó. Đúng rồi. Là trong cái đám ngôi sao miệt vườn của tụi em là em lớn nhất đó. Dạ. Em già nhất luôn đó. Ôi gọi là chị nhưng mà lại là em trẻ anh đáng yêu. Trời ơi thấy chưa. Nói lại mấy câu đó không quên nữa. Anh Sang vừa nói là trong mắt của anh thấy em trẻ, em đáng yêu. Gì hả? Vui cả ngày nha. Hơi phối cả ngày nha. Sang, bây giờ Sang có yêu ai chưa? Dạ nhỏ lớn chưa có yêu chị Dung ơi. Thiệt luôn. Thì ngày qua đóng tại vì đóng phim nó nhập tâm mình coi phim đó vào trong tình cảm. Đóng nó nhập cái đó vậy chứ có nghĩa. Bây giờ chưa nắm tay cô nào luôn. Chưa luôn. Có hung cô nào chưa? Chưa luôn. Vậy là Mai là người đầu tiên được hung. Dạ. Yeah. Mai là người đầu tiên luôn á hả? Nụ hôn đầu đời. Trời ơi. Thấy chưa? Bởi vậy bữa trước ông cứ nói đóng tôi là cái gai.
cái giai đuổi vợ là mất cái duyên, thấy chưa? Bây giờ mới bắt đầu duyên, sau cái mai đó là mới duyên, thấy chưa? Cuộc đời mới lên, thấy không? Đó, đúng rồi. Ghê thiệt. Mai nhờ đóng với lại bắp. Lắp bắp. Lắp bắp. Lắp bắp. Thôi, cất đi, mình nghĩ là mình ăn chuối, cất nó đi. Lúc em không sao đâu, mọi người mới đừng ăn. Dạ, làm dấu chưa? Làm dấu chưa? Rồi Mai. Có hay chưa? Giờ mới làm đó. Có trang điểm với chị không? Không á. Sao vậy? Nhung không xuống rồi. Nhung á. Em hẹn chị Nhung hả? Em hẹn chứ. Đâu hẹn chị Nhung đâu? Ý là em sắp xếp xe này kia, em muốn gọi em hẹn mọi người ở đâu mới nhận. Ủa, nó biết chị Nhung có đi hay không đâu? Trong danh sách nó có chị Nhung đi chơi mà. Ý là em tưởng làm chị sẽ báo lại với em là có đi hay không chứ. Chị nói là chị không chơi. Thì để em gọi chị Nhung thử. Rồi đi, rồi chị chạy xuống. Chị có cái xe riêng mày, chị Nhung đạo diễn rồi. Rồi cái định vị chị Nhung thôi, rồi chị Nhung chạy xuống. Để xong đi em quay mời chị Nhung. Thì chị gọi em gọi. Chị Mai, em gọi đi. Em gọi thôi. Dạ, và buổi sáng nay thì Dung đến, Dung vừa đến sau và đến thì thấy vui quá. Và thấy cả nhà đã chuẩn bị xong xuôi đầy đủ rồi. Và thật sự là Dung rất thích ở nơi đây luôn cả nhà. Ước gì gia chủ có thể trong mình ở đây được. Nè đây, đây do mà mấy chị em gom đồ ở là vô phòng máy lạnh ở luôn rồi. Kênh của chị Dung hả? Ờ, kênh của chị á. Ồ, chào quý vị khán giả của kênh chị Dung. Vợ của Sang Từ Bi nha cả nhà. Thôi đừng có giới thiệu. Dạ. Thôi đừng giới thiệu dạ. Chồng của chị. Ủa chồng chị là xong rồi. Chồng của chị còn là người yêu của em thôi. Người yêu hả? Ông người yêu hả? Người yêu thôi. Sao hôm qua đâu có người yêu thôi mà anh làm quá trời quá đất vậy, nghe đồn gì? Đâu. Vậy đó hả? Là người yêu đang tìm hiểu hay hả? Ủa vậy mình tém tém bớt lại chứ hả? Mình tém tém bớt lại xíu. Đúng rồi. Ừ. Mà sao mà chồng chị với chị chia tay nhau vậy? Thì bữa trước là bị đuổi ra khỏi nhà rồi. Bữa trước là bị đuổi ra khỏi nhà rồi. Con muốn con ngon. Con muốn con ngon kìa, sáng cho đi kìa. Không có con ngon. Rồi con ngon là không luôn, con ngon lên đó con. Con ngon là cầm đầu sớm mà. Cái bận đồ đẹp luôn nè. Con muốn con ngon. Trời ơi, nóng sáng giờ chưa ra vậy. Có nhiều cô khác có cực kìa cho cô kìa nha. Trời ơi, muốn con ngon thôi. Thôi, để chưa được có vợ mấy con. Đem bán cho cái gì? Kiểu giống như là ngon nè. Nhưng mà chị Dung đóng quay thì đóng quay mấy em gì nè? Em bữa nay em đóng quay gì vậy để biết được trang điểm vậy? Muốn làm gì làm. Dạ làm lông lộn Mai ơi. Hả? Làm lông lộn lên. Lông lộn lên hả? Lông lộn lên. Thì tối giờ mình không lông lộn đúng không chị? Đúng rồi. Làm lông lộn cho chị luôn. Nha. Dạ, nó là cái của nó. Cái này giống như ăn cơm giống như hồi nhỏ. Cảm ơn em. Em có cho không mượn em? Dạ. Nghe trong nắng chưa chị Dung? Và Dung xin phép các cái clip ở đây để trang điểm cũng như là để chuẩn bị để xíu nữa. Không biết là được vô cái vai nào thì không biết. Nhưng mà cứ trang điểm lồng lộn cái đã rồi tính tiếp. Để xíu nó chỉ lấy cái hình thumbnail. À nãy lấy cái hình kia. Ừ, trong đây nè. Dạ. Rồi. Dung xin phép các clip nha cả nhà. Chị Mai, bye bye luôn nè chị Mai. Bye bye cả nhà, bye bye.